quý vị khán giả của VTV Kết Nối. Xin chào mừng đến với Rio de Janeiro, thành phố nơi diễn ra 7 trận đấu của vòng chung kết World Cup 2014 và cũng là nơi diễn ra các trận đấu chung kết trong tại sân vận động Maracanã huyền thoại. Tuy nhiên bóng đá thì không chỉ diễn ra tại trong sân vận động mà ngay tại bãi biển như thế này, hay là ngoài đường phố, hay là trọng tài các khu xóm nghèo, các cổ chuột mà người ta vẫn gọi là favela ở Brazil, thì không khí bóng đá cũng luôn sôi động. Và đó cũng chính là những gì chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị và các bạn trong suốt hơn một tháng World Cup diễn ra tại đất Brazil. Bãi biển đường phố tại Rio cũng là nơi diễn ra đủ chuyện liên quan đến bóng đá, từ thứ sôi động của các cổ động viên đến sự căng thẳng và cả bạo lực của các cuộc biểu tình phản đối World Cup, đến sự lãng mạn của điệu samba đường phố bất chấp bạo lực vẫn diễn ra xung quanh. Những đêm trắng trong các cửa chuột hay còn gọi là favela, sống cùng nhịp sống của người dân bản địa, sống trong vũ điệu samba, chơi bóng cùng lũ trẻ khu xóm nghèo, tất cả đều có thể trở thành đề tài của các phóng viên. Brazil là đất nước rộng lớn, các trận đấu diễn ra liên tiếp tại các thành phố khác nhau. Chẳng có cách nào khác là phải liên tục di chuyển trong quá trình tác nghiệp. Trong khoảng 3-4 ngày hôm nay thì chúng tôi đã phải di chuyển trên quãng đường là phải đến khoảng 2.000 cây số. Sau trận tứ kết ở Rio de Janeiro, chúng tôi di chuyển đến Belo Horizonte, sau đó lại chuyển sang Sao Paulo là trận bán kết thứ hai và rồi lại quay trở lại. Hôm nay chúng tôi đang trên đường quay trở lại Rio de Janeiro để chuẩn bị cho trận chung kết. Nó không chỉ là chỉ di chuyển mà còn trong thời gian đấy cũng vẫn phải vào trong sân vận động để xem, làm tin bài để gửi về, chứ không chỉ việc đi cũng tương đối mệt mỏi. Thế nhưng mà thuê xe tự lái như này trên đường, nếu mà bạn thấy có bất cứ điều gì hay, có diễn cái gì hay, bạn có thể dừng lại và có thể ghé vào đó, và nhiều khi đó lại là một cái câu chuyện hay, một phóng sự hay về các cuộc sống của người dân Brazil gắn với bóng đá, gắn với World Cup. Những chuyến đi công tác dài ngày như này chúng tôi cũng đã đi làm nhiều và có sự chuẩn bị quen rồi. Ví dụ nói vui là trước khi diễn ra cái kỳ World Cup này là hai anh em bảo nhau là phải tập thể lực trước. Thuê xe nhưng mà ngày chúng tôi cũng công bộ mỗi ngày trung bình ít nhất phải khoảng tùy từ 5-7 cây đến 10 cây với một đống thiết bị. Nếu không có thể lực thì không thể liên tục làm được như vậy. Khi mà sự kiện diễn ra ở bên này thì là ban ngày, nhưng ở nhà là đêm, và khi mà kết thúc thì nói chung là ở đây là đêm thì ở nhà là ngày và ngược lại. Sau khi ở đây kết thúc thì là đêm thì chúng tôi vẫn phải làm. Ở nhà đợi tin bài thì anh em cũng đã tính trước và bàn, tôi với quay phim Tô Dũng thì cũng đã bàn bạc và chia nhau. Ví dụ như là trận đấu kết thúc là khoảng 7 giờ tối, 8 giờ tối thì sau đó chạy về nhà làm hoàn thiện. Lúc đó thì tôi sẽ là người xử lý các cái hậu kỳ, anh Dũng ngủ trước. Anh Dũng ngủ và đến khi mà sáng dậy thì khoảng như vừa hôm rồi là 4-5 giờ sáng lại tiếp tục di chuyển để kịp đến các thành phố khác để trong các trận đấu, thì anh Dũng sẽ là người lái xe trước. Sau đó tôi trên xe tôi ngủ. Đến lúc mà một lúc sau thì khoảng 4-5 tiếng thì đổi lái, thì anh Dũng lại có thể tiếp tục ngủ và tôi lại lái. Đấy, chuyện đó cũng đã được tính toán hết cả rồi. Cùng hàng nghìn phóng viên quốc tế, các phóng viên VTV giờ cũng đã tập trung trở lại về Rio de Janeiro chuẩn bị cho trận chung kết.